Đi ra đi. Xanh hôm nay đang tích cực tấn công ở mặt trận phòng ngự thì quay để anh quay đánh bắt cho. Vâng. Trận đấu kèo nước diễn ra hôm nay sẽ là mối thù một tuần trước. Được rồi anh ạ, được rồi, đẹp rồi. Một pha phát biên của Văn Cường, tân binh mới. Ông Quý Bi, Việt đã lấy được bóng. Làm gì đây? Vừa hồi chiều ngày hôm nay, đấy Antoama đã có 3 tân binh mới. Một là thủ môn, hậu vệ và sự trở lại của Trọng Khoa. Sau khi rời đơn được một tháng thì Trọng Khoa đã trở lại cùng anh em và anh đang đứng vai trò là tiền đạo cắm. Trọng Khoa rất bình tĩnh. Văn Huy một pha vút bám ngoài không thành công. Đấu đang diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Không được rồi, đây là cháu. Không được rồi, đây là cháu. Không được rồi, đây là Dương Hê Tô. Cơ hòa cho Dương Hê Tô. Minh Huy đã tắc bóng thành công. Của tân binh mới cùng Kobe. Gì đằng kia? Dương Eto Anh Cường, cầu thủ số 20. Thường trong những trận đấu chính anh sẽ là một cây nắm giữa để làm tường cho mọi người. Và anh ngày hôm nay em bình luận thế nào ấy? Có khi anh về anh ghép nhạc mà thôi. Phải giặt pin em ơi, đừng bó vào cánh bên đấy Vương Huy rồi. Chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng nó mang tính chất quan trọng cho những
mùa giải tới tiếp theo. Vâng, Việt Đi Que đã lao lên lấy bóng. Đây là Xuân Huy, Minh Huy, không được rồi. Một pha phát bóng lên của Zagato nhưng đã bị tắc bóng. Thành Tân ở kia đã phải lao ra trong tình huống đó. Số 19 pha phát bóng may không được của Việt Đi Que. Pha đá biên của Minh Huy. Gì đây rồi? Là nó gì? Rất được đi. Gì đây rồi? Quyết. Quyết ơi, Quyết ơi. Anh cần, cần 5 cái đầu mạnh hơn thế nữa. Sẽ giảm xuống. Đồng mà Việt Đi Que. Rất tốt của trọng tài đang trọng tài đang cái gì đây? Trọng tài đã không điều hành được trận đấu một cách tốt nhất. Yêu cầu chính trọng tài phạt một chai nước nhá. Trung Anh đâu bắt trọng tài? Em bắt trọng tài. Trung Anh ra quay đi. Mày ra quay đi. Quay đi một cái anh rồi quay xong. Mày biết bắt đâu rồi. Mày bắt ra cái anh chỉ rồi. Em quay 10 phút rồi, còn 10 phút thế mày. Em bỏ đi đâu?
Chát quá. Ngon không? Này hái hả chị? Hái. Ôi trời ơi. Không quả. Quả đấy chỉ cần truyền thôi là bạn vào rồi sức đấy lên cá nhân đi. Vào thì ai không ai nói nhưng mà không vào người ta sẽ nói.